Hello, các bác thấy gì chưa? Tai này bị nấm các bác nha, nấm trắng luôn. Thì bạn khách của mình đến đây là ngày lần đầu tiên á. Thì bạn ấy bảo là cái tai của bạn bị ù. Đấy, và bạn ấy móc rất là thường xuyên luôn. Nhưng mà nó ra rất là nhanh. Thì chính xác là cái tai này nó bị nấm ống tai ngoài các bác nhá. Thì còn có thể gọi là bị viêm tuyến bài tiết á. Thì nó sẽ hình thành ráy rất là nhanh. Mọi người lấy 1-2 hôm sau thì nó lại có rất là nhanh thôi. Cho nên là khi mà em đăng cái video này lên á, kiểu gì cũng sẽ có rất là nhiều bác vào bình luận bảo là tại sao lại có thể nuôi ráy được như vậy, tại sao có thể để nó nhiều ráy như vậy. Thì chính xác là tại vì khách hàng họ bị nấm mọi người nhé. Cho nên là mọi người bình luận á, thì mình không nên nói những nhiều lời khó nghe quá. Đấy, lấy cái tai này nó cũng khá là khó mọi người nhé. Tại vì cái tai của bà này nó rất là nhát, nên là mình lấy nó phải rất là cẩn thận. Chỉ sợ là sợ những tai nhát thôi mà nhỉ. Chứ còn nếu mà tai lì lì mình lấy thoải mái, lấy sướng cực kỳ luôn. Và tai nhát này thì mình sẽ không làm được nhiều bước. Ví dụ như gãi ngứa mình cũng sẽ hạn chế lại này. Tại vì tai nhát mà mình gãi nhiều quá là nó sẽ bị buốt, nó bị đau quá. Cho nên là cái tai này mình chỉ lấy sạch ráy và mình rửa vệ sinh các kiểu, à mình có dùng massage nữa nhé, thì nó đã rất là ok rồi. Đấy. Điều đầu tiên là phải lấy giấy sạch sẽ này, xong rồi cho khách hàng thư giãn một chút xíu này. Đấy. Bạn khách này cũng biết là mình ở trên TikTok á, nên là bạn ấy đã qua đến đây. Bạn ấy bảo là tai này ù quá. Thì chính xác thì tai này bị nấm rồi, mình cũng đã tư vấn cho bạn ấy sử dụng thuốc để mà điều trị rồi. Được không? Kéo à, kéo ra tí nữa mình kéo ra mình sẽ thấy được cái ráy này nó đã lên nấm trắng luôn rồi. Đấy, nó khá là nặng nha. Đấy, này 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 này, mọi người để ý nha. Mọi người để ý ở giữa kiểu đấy. Cái màu trắng này nó giống kiểu nó mọc nấm, nó mọc lông luôn rồi ạ. Gọi là nấm mốc ấy. Đấy, sau khi lấy hết ráy xong mình sẽ rửa vệ sinh tay sạch sẽ nha. Và ở đây mình rửa bằng nước muối sinh lý mọi người nhé. Và sau khi mà mình làm xong tất cả các bước ấy, thì mọi người sẽ thấy được kết quả của nó rất là sạch đấy. Đây mọi người thấy chưa? Cái màng nhĩ này rất là sạch mọi người nhé, rất là đẹp thôi, tại vì nó hình thành ráy nhiều nên là nó nằm mít cái màng nhĩ thôi. Đấy, sạch sẽ.